Xin kính chào các bậc phụ huynh và các em học sinh lớp 2. Mời các em chúng ta tiếp tục cùng với thầy làm bài tập trong cuốn bài tập hàng ngày Toán 2 tập 1 biên soạn theo chương trình sách giáo khoa cánh diều nhé. Video ngày hôm nay chúng ta đến với bài tập hàng ngày 21 luyện tập chung. Một lớn phần trắc nghiệm. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1, hiệu của 15 và 9 là bao nhiêu? Muốn tìm hiệu thì chúng mình sẽ thực hiện phép tính trừ. Đó là 15 trừ 9 các bạn. 15 trừ 9 chúng mình có thể dùng phương pháp đó là đếm bớt 9 bắt đầu từ 15. Hoặc chúng mình có thể dùng phương pháp đó là tách số 15 trừ đi 9. 15 trừ đi mấy để được 10 nhỉ? 15 trừ đi 5 để được 10. Như vậy 9 mình sẽ tách là 5 và 4. 15 trừ 5 bằng 10, 10 trừ đi 4 thì bằng 6. Vậy thì 15 trừ 9 bằng 6. Các em cũng có thể làm nhanh hơn, đó là chúng ta ghi nhớ bảng trừ, đúng không các em? Vậy chúng mình chọn đáp án B. Tiếp theo là câu trắc nghiệm 2. Kết quả của phép tính 12 trừ 4 cộng 6 là bao nhiêu? Bây giờ chúng mình sẽ thực hiện từ trái sang phải thôi. 12 trừ 4 cộng 6. 12 trừ 4 thì ta được 8. 8 cộng với 6 thì bằng 14 các em ạ. Như vậy ở trong câu 2 này chúng mình khoanh vào đáp án D. Tiếp theo là câu trắc nghiệm 3. Trong các phép tính sau, phép tính có kết quả lớn nhất là chúng ta cùng thực hiện nào. 7 cộng 5 bằng 12. 12 trừ 3 bằng 9. 17 trừ 9 bằng 8. 3 cộng 8 bằng 11. Đề bài hỏi chúng mình là phép tính có kết quả lớn nhất. Chúng ta thấy rằng kết quả 12 là lớn nhất. Như vậy câu 3 này chúng mình khoanh vào đáp án A. Câu 4. Điền số tích hợp vào phép tính này. 12 trừ đi mấy để được 6? 12 trừ đi 6 bằng 6, đúng không? Đáp án B. Câu trắc nghiệm 5. Phép tính thích hợp là phép tính nào có kết quả bằng phép tính 12 trừ 7? Thì trước hết chúng ta phải thực hiện 12 trừ 7 nào. 12 trừ 7 thì bằng 5. Phép tính nào có kết quả bằng 5 các em ạ? Đó chính là phép tính 13 trừ 8 bằng 5. Mình khoanh vào đáp án C. Tiếp theo là câu trắc nghiệm 6. Mẹ mua 15 quả trứng và dùng 8 quả trứng để làm bánh. Vậy mẹ còn lại số quả trứng là? Chúng mình thấy rằng đề bài hỏi là còn lại. Còn lại đó chính là phép tính trừ rồi. Ta sẽ lấy 15 trừ đi 8. 15 trừ đi 8 bằng 7. Như vậy mẹ còn lại 7 quả trứng. Chúng ta khoanh vào đáp án B. Thầy cho mình đã xong phần trắc nghiệm rồi. Tiếp theo chúng ta chuyển sang hai lớn phần tự luận. Bài 1 tính. Trong các phép tính trừ này thì mình có thể trừ bằng phương pháp đếm bớt, hoặc là chúng ta có thể dùng phương pháp tách số, hoặc là chúng ta sẽ ghi nhớ bảng trừ, đúng không? 11 trừ 7 thì sẽ bằng 4. 12 trừ 6 bằng 6. 15 trừ 8 bằng 7. 13 trừ 9 bằng 4. 17 trừ 8 bằng 9. 14 trừ 5 bằng 9. 12 trừ 4 bằng 8. 13 trừ 6 bằng 7. Như vậy chúng ta đã xong bài 1. Tiếp theo là bài tự luận 2. Để bài yêu cầu chúng mình tính phép tính 8 cộng 5 cộng 3 bằng bao nhiêu. Muốn thực hiện được thì chúng ta cứ làm từ trái sang phải thôi các em ạ. 8 cộng 5 cộng 3. Chúng ta sẽ thực hiện là 8 cộng 5 trước. 8 cộng 5 thì bằng 13. 13 cộng với 3 thì bằng 16. Như vậy chúng ta sẽ điền số 16 vào cái ô trống này. Tương tự như vậy, 7 cộng 4 cộng 3. Chúng ta thực hiện là 7 cộng 4 trước. Nhớ là làm từ trái sang phải các em ạ. 7 cộng 4 thì bằng 11. 11 cộng với 3 thì sẽ bằng bao nhiêu? Bằng 14. Ta sẽ điền vào ô trống này. Tiếp theo, 11 trừ 6 trừ 3. 11 trừ 6 bằng 5.
5 trừ 3 bằng 2. Như vậy ta sẽ điền vào ô trống nên là 2. Chúng ta cùng tiếp tục. 14 trừ 2 trừ 4. Chúng mình thực hiện là 14 trừ 2 trước. Nhớ là làm từ trái sang phải các bạn. 14 trừ 2 thì sẽ bằng 12. 12 trừ đi 4 thì sẽ bằng 8. Phép tính tiếp theo, 12 trừ 3 cộng 6. Mình làm từ trái sang phải là 12 trừ 3 thì sẽ bằng 9. 9 cộng 6 thì sẽ bằng 15. Như vậy ta sẽ điền số 15. Cuối cùng là 8 cộng 5 trừ 7. 8 cộng 5 bằng 13. 13 trừ 7 bằng 6. Như vậy chúng ta làm xong bài tự luận 2. Tiếp theo là bài tự luận 3, điền số tích hợp. 8 cộng mấy bằng 11 nhỉ? À, chúng mình đang cần tìm ở đây. Cái số này chúng ta có thể đếm thêm, bắt đầu từ 8 đúng không? 8 này, 9, 10, 11. Như vậy là 8 cộng 3 thì bằng 11. Ngoài cách đếm thêm, chúng ta có thể dùng phương pháp tách số đúng không các em? 8 cộng ô trống bằng 11. 8 cộng mấy thì được 10? À, 8 cộng 2 được 10. 10 cộng mấy thì được 11 thì? À, 10 cộng với 1 thì được 11. Như vậy cái số này gồm có 2 và 1, tức là số 3. Các em đã hiểu chưa? Ngoài phương pháp đếm thêm, ngoài phương pháp tách số thì chúng mình có thể dựa vào bảng cộng đúng không các em? 8 cộng 3 bằng 11. Tương tự như vậy, chúng mình có 3 cộng 9 bằng 12. 5 cộng 8 bằng 13. 9 cộng 5 bằng 14. Còn lại phép tính trừ nào. 12 trừ đi 6 bằng 6. 16 trừ đi 7 bằng 9. 11 trừ đi 4 bằng 7. 16 trừ đi 8 thì bằng 8. Như vậy chúng mình đã xong bài 3. Tiếp theo là bài 4. Bài 4 đề bài yêu cầu chúng ta đó là điền dấu lớn hơn, bé hơn hoặc dấu bằng. À, muốn biết được chúng ta điền dấu nào thì mình sẽ thực hiện các phép tính này các bạn. 7 cộng với 8 là bao nhiêu nhỉ? À, 7 cộng với 8 là 15. 4 cộng với 9 thì sẽ được 13. Mình sẽ so sánh hai số này. 15 thì lớn hơn 13 rồi đúng không các em? Ta điền dấu lớn hơn. Tương tự như thế, 5 cộng 6 bằng 11. 3 cộng 8 cũng bằng 11. À, như vậy chúng ta điền dấu bằng. Tiếp theo, 11 trừ 9 bằng 2. 12 trừ đi 4 bằng 8. Ta thấy 2 bé hơn 8, ta điền dấu bé hơn. Tiếp theo nào, 13 trừ 5 bằng 8. 16 trừ đi 8 cũng bằng 8. Vậy ta điền dấu bằng, bởi vì kết quả bằng nhau. Tiếp đến, 6 cộng 5 bằng 11. 11 trừ đi 3 bằng 8. Chúng mình thấy rằng là 11 lớn hơn 8, vậy ta sẽ điền dấu lớn hơn. Tiếp theo, 8 cộng 6 bằng 14. 18 trừ 9 bằng 9. Ta thấy rằng là 14 lớn hơn 9 rồi, ta điền dấu lớn hơn. Như vậy mình đã so sánh xong các phép tính ở trong bài 4 rồi các bạn. Tiếp theo, chúng ta đến với bài tự luận 5, đề bài như sau. Bà có 12 quả cam, bà cho ăn 5 quả, hỏi bà còn lại mấy quả cam? Chúng mình thấy là trong từ ngữ đó là còn lại là phép tính trừ rồi. Chúng ta sẽ lấy 12 quả cam lúc đầu của bà đúng không? Trừ đi 5 quả cam mà bà đã cho ăn. 12 trừ đi 5 thì ta sẽ được 7. Vậy mình sẽ trả lời bà còn lại 7 quả cam. Tiếp theo là bài tự luận 6. Chú Hưng là một nhân viên giao hàng. Sáng nay chú có 18 đơn hàng cần phải giao, nhưng mới chỉ giao được 9 đơn hàng. Hỏi chú Hưng còn phải giao bao nhiêu đơn hàng nữa? Trong từ ngữ là còn phải giao bao nhiêu đơn hàng nữa. Còn ở đây tức là phép tính trừ rồi. Chú phải giao tất cả là 18 đơn. Chúng mình trừ đi 9 đơn chú đã giao thì sẽ ra được là số đơn còn lại chú phải giao. 18 trừ 9 thì sẽ bằng 9.
Như vậy chúng ta sẽ trả lời chú Hưng còn phải giao 9 đơn hàng nữa. Thầy trò mình đã làm xong bài tự luận 6 rồi các em ạ. Và kết thúc bài tập hàng ngày số 21. Thầy chúc các em học thật tốt nhé. Thế còn bây giờ thầy thân ái và chào tạm biệt các em.